Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức cập nhật mới nhất về tình hình xung đột Nga-Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết. Ukraine đưa xe tăng Leopard 2 vào công sự phòng thủ Lực lượng Ukraine phòng thủ ở miền Đông bố trí xe tăng Leopard 2 trong công sự, đóng vai trò như pháo tầm xa thay vì mũi nhọn xung kích. Ukraine trong nhiều tháng tiếp nhận loạt xe tăng chủ lực Leopard 2 do Đức chế tạo nhằm tiến hành các đợt phản công nhằm đẩy lùi lực lượng Nga, Tuy nhiên, trong bối cảnh chiến dịch phản công quy mô lớn đình trệ, Ukraine thay đổi chiến thuật, huy động những chiếc xe tăng có giá khoảng 10 triệu đô la Mỹ, tham gia vào nhiệm vụ phòng ngự. Ruslan, đại đội phó thuộc Lữ đoàn Cơ giới 21 Ukraine cho biết, biến thể Leopard 2A5 của Thụy Điển là STRV-122 đang được dùng như pháo tầm xa để tấn công đội hình hoặc là kho đạn Nga, thay vì dẫn dắt các mũi tiến công. Xe tăng không được dùng theo cách giống như trong các đợt phản công, Ruslan nói. Chiến tuyến dài khoảng 1.000 km không có thay đổi lớn trong năm qua, bất chấp nỗ lực phản công của Ukraine. Quân đội Ukraine giành lại một số ngôi làng ở khu vực miền Nam, song không đạt được bất cứ đột phá lớn nào qua phòng tuyến của Nga và mất 12 chiếc Leopard 2 trong đợt phản công. Lực lượng Nga từ tháng 9 đã bắt đầu chuyển từ thế thủ sang công, nhắm vào thành phố Kupian ở tỉnh Kharkov, nơi Ukraine tái kiểm soát từ cuối năm ngoái. Chiến thuật sử dụng xe tăng làm phương tiện yểm trợ hỏa lực thay vì đột kích vào phòng tuyến đối phương đã được Nga áp dụng với T-55 và T-62. Nhưng những mẫu xe tăng này có tuổi đời hơn 60 năm biến chúng thành các bệ pháo di động trên chiến trường. Đề cập tới cách Ukraine sử dụng xe tăng Leopard 2 để phòng thủ, tờ Bill của Đức đăng bài viết có tựa đề Chúng không được thiết kế để làm điều này, Ukraine đang sử dụng xe tăng Leopard 2A6 mà Đức viện trợ để ngăn Nga mở rộng vùng kiểm soát ở phía đông, thay vì giành lại lãnh thổ phía nam, bài viết có đoạn: "Đưa xe tăng giữ phòng tuyến đang trở thành xu hướng tại Ukraine khi các quan chức và chỉ huy quân đội nước này nhấn mạnh phải cố thủ để ngăn đà tiến của Nga. Xây dựng công sự là trọng tâm của chúng tôi", Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov khẳng định đại đội phó Ruslan nhận xét, Leopard 2 rất hiệu quả nhưng cần nhiều thời gian để thực hiện các đợt tấn công quy mô lớn. Theo Ruslan, quân đội Ukraine sẽ cần tới 150 chiếc Leopard 2 để đạt được tiến bộ trên chiến trường. Ruslan cũng khen ngợi Leopard 2 về hỏa lực, tính cơ động và giáp của mẫu xe tăng này. Gần thành phố Liman, tỉnh Donetsk, Ukraine triển khai xe tăng Leopard 2 theo cặp. Mỗi chiếc nã khoảng 15 phát đạn vào bất cứ vị trí nào của Nga. Đại đội trưởng Anton của Ukraine cho biết họ triển khai xe tăng Leopard 2 với tần suất hai lần một tuần, đôi khi là hai lần một ngày. Điều này mang lại hiệu quả cao hơn. Đại đội trưởng Anton giải thích. Tình hình mặt trận đang lắng xuống một chút, mùa đông sắp đến, chúng tôi sẽ không tiến quân. Ukraine cũng điều Leopard 2 tới ngăn lực lượng Nga trên mặt trận Edivska, thành phố công nghiệp gần thủ phủ Donetsk của tỉnh cùng tên. Nga những tháng qua đã đẩy mạnh tiến công Adipska, chặn các mặt trận phía đông, bắc và tây của thành phố. Lực lượng Ukraine nhận định, tình thế hiện tại khiến Adipska giống bác mất thứ hai. Đại đội trưởng Anton cho biết muốn được tiến công trở lại do các trận đối đầu giữa xe tăng hai bên sẽ cho phép kiếp lái Ukraine phát huy tối đa lợi thế của Leopard 2. Chúng tôi đang trong thế phòng thủ, chúng tôi cần lên kế hoạch tiến xa hơn và giành lại lãnh thổ, Anton nói. Đặc nhiệm Anh có thể đã bí mật hoạt động ở Ukraine Lực lượng đặc nhiệm của Anh có thể đã hoạt động ở Ukraine ngay từ những ngày đầu xung đột, truyền thông địa phương đưa tin. Trang Declassified của Anh hôm 6 tháng 12 trích dẫn một cuốn sách mới phát hành của nhà báo Ba Lan Zygniew Parafianowicz cho biết những người điều hành lực lượng đặc nhiệm của Anh đã bí mật tham gia cùng quân đội Ukraine ngay từ những ngày đầu Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Theo cuốn sách này, vào tháng 3 năm 2022, một quan chức của Ba Lan đã nói với nhà báo Parafianovic rằng đó là thời điểm người Nga vẫn đóng quân ở Bucha và tuyến đường này bị coi là vùng xám. Trên đường đi, chúng tôi đã gặp các binh sĩ Ukraine và lực lượng đặc nhiệm của Anh mặc đồng phục và mang theo vũ khí. Nguồn tin cho hay, các binh sĩ của Anh và Ukraine đã làm việc cùng nhau, sử dụng radar theo dõi pháo binh. Quan chức Ba Lan nói thêm rằng đặc nhiệm Ba Lan cũng có mặt ở Provary, ngoại ô Kiev vào những ngày đầu tiên của cuộc xung đột. Đặc nhiệm của Anh, Mỹ và Ba Lan đã hỗ trợ huấn luyện cho đặc nhiệm Ukraine kể từ năm 2014. Phía Anh cũng huấn luyện cho đội ngũ an ninh của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Theo Declassifuse, một số đặc nhiệm Ba Lan có thể đã đào tạo cho các thành viên của phong trào Azov, đặc biệt là các đơn vị Kraken đóng quân ở Kharkov. Ba Lan và Anh hiện chưa bình luận về thông tin trên. Cả hai nước này đều đang là thành viên của NATO, đã hỗ trợ tích cực cho Ukraine ngay từ đầu cuộc xung đột với Nga. Moscow nhiều lần cho rằng việc phương Tây tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Kiev chỉ khiến cho xung đột leo thang và kéo dài. Moscow cũng cảnh báo nguy cơ một cuộc xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO, liên minh quân sự do Mỹ dẫn dắt. Nga dùng ẩn thân chi thuật để hạn chế UAV bị phát hiện. Theo tình báo Anh, Nga đang đổi màu sơn cho một số máy bay không người lái UAV tấn công để tránh chúng bị phát hiện vào ban đêm. Theo thông tin trên bản cập nhật tình báo hôm 6 tháng 12, Bộ Quốc phòng Anh cho biết một số UAV của Nga đã được sơn màu đen. Điều này làm cho việc xác định trực quan các UAV đang bay đến và ban đêm trở nên khó khăn hơn, báo cáo viết. Người phát ngôn lực lượng không quân Ukraine Zuryinat trong tháng này cũng đưa ra những thông tin tương tự. Bên cạnh đó, ông cũng nói rằng Nga đang sử dụng nhiều vật liệu sợi carbon hơn trong các UAV, điều mà theo ông giúp hấp thụ tín hiệu radar, tờ Business Insider đưa tin. Phát biểu của ông Inat được đưa ra sau khi Vệ binh Quốc gia Ukraine công bố hình ảnh về UAV Nga bị bắn rơi trong một cuộc không kích ở Kiev hôm 25 tháng 11 ngoài ra các báo cáo gần đây cũng cho rằng nga đang lắp đặt modem 4g và thẻ sim của ukraine vào uav điều này được cho là giúp uav truy cập mạng di động dân sự khiến chúng thông minh hơn và nguy hiểm hơn cụ thể theo các kỹ thuật viên của công ty Victory drone của ukraine chuyên đào tạo và phát triển uav họ đã tìm thấy một modem 4g với thẻ sim của công ty viễn thông Star ukraine bên trong một số uav nga bị bắn rơi Victory Drone ban đầu nói trên Telegram rằng thẻ SIM và modem có thể được Nga sử dụng để truyền dữ liệu. Theo dõi các mảnh vỡ của chiếc UAV bị rơi, thu thập thông tin dẫn đường bổ sung qua mạng di động hoặc điều chỉnh nhiệm vụ bay trong thời gian thực. Theo The Price, việc sử dụng mạng di động để nâng cao khả năng của UAV không phải là một ý tưởng mới. UAV có thể tận dụng dữ liệu di động thay thế hoặc bổ sung cho các liên kết dữ liệu truyền thống. Trong môi trường đông đúc như ở các thành phố, nơi sóng di động được phủ rất mạnh, Việc sử dụng SIM 4G có thể hỗ trợ rất nhiều trong chiến đấu. Điều này mở rộng đáng kể tính linh hoạt của hoạt động bay không người lái trong những môi trường này. Tuy nhiên, tạp chí Forbes tin rằng việc gắn SIM 4G trên UAV sẽ nguy hiểm đối với Nga hơn là đối với Ukraine, bởi vì Kiev hoàn toàn có thể thu được dữ liệu được truyền qua các thẻ SIM này. Một số lính thủy đánh bộ Ukraine không biết bơi một số binh sĩ Ukraine giấu tên tiết lộ với hãng tin BBC rằng trong quân đội Ukraine hiện có nhiều binh lính nghĩa vụ chưa được rèn luyện kỹ càng, thậm chí một số lính thủy đánh bộ còn không biết bơi. Người lính này cho hay trong số chúng tôi có nhiều chàng trai trẻ. Chúng tôi cần những người đã được đào tạo chứ không phải là người mới. Có những người mới được huấn luyện khoảng 3 tuần và bắn súng vài lần. Đó là cơn ác mộng. Một năm trước, tôi sẽ không nói điều đó, nhưng bây giờ, xin lỗi, tôi đã chán ngấy rồi. Tất cả những người muốn tình nguyện tham gia chiến đấu đã đến từ lâu. Hiện giờ, chúng tôi tuyển cả những người mới. Các bạn có thể cười, nhưng một số lính thủy đánh bộ của chúng tôi không biết bơi. Hãng tin BBC đưa tin, người lính trên hiện có mặt ở tiền tuyến. Anh này đã kể lại những nỗ lực của Ukraine trong việc cố gắng bám trụ ở bờ đông của sông Dnipro rộng lớn. Hàng trăm binh sĩ Ukraine đã tới bờ đông của con sông Dnipro như một phần của cuộc phản công, được phát động cách đây 6 tháng. Dưới hỏa lực không ngừng của quân Nga, người lính này đã trải qua vài tuần ở bờ đông mà Nga kiểm soát khi Ukraine cố tìm cách thiết lập một đầu cầu quanh làng Kreski, chỉ cách Khách Sơn khoảng 40 km về phía đông bắc, nhằm tiến hành cuộc tấn công tiếp theo vào hậu phương của Nga. Quân đội Ukraine tuần trước cho biết, các lực lượng nước này đã vượt sông và gây thiệt hại ở hậu phương của Nga. Ông Zelensky nuối tiếc nhận yếu thế, gấp rút đổi chiến thuật, qua quý của phương Tây thành của đề dành. Chúng tôi muốn có kết quả nhanh hơn. Từ góc độ đó, thật đáng tiếc là chúng tôi đã không đạt được kết quả như mong muốn. Và đây là sự thật, ông Zelensky nói. Ukraine chuyển sang phòng thủ. Tờ Financial Times đưa tin Tổng thống Volodymyr Zelensky đang thúc đẩy nhanh việc xây dựng công sự tại các điểm then chốt dọc chiến tuyến ở miền đông Ukraine, nơi quân đội Nga đã tăng cường tấn công trong những tuần gần đây. Động thái này diễn ra khi ông thừa nhận cuộc phản công mùa hè của Ukraine đã không đạt được mục tiêu. Tổng thống cho rằng trách nhiệm một phần do tốc độ viện trợ quân sự chậm chạp của phương Tây. Chúng tôi đang có một giai đoạn xung đột mới, và đó là sự thật, ông Zelensky nói trong cuộc phỏng vấn độc quyền hôm 30 tháng 11 với AP ở Kharkov. Mùa đông nói chung là một giai đoạn mới của xung đột. Về cuộc phản công mùa hè, ông nói thêm, chúng tôi muốn có kết quả nhanh hơn, từ góc độ đó, thật đáng tiếc là chúng tôi đã không đạt được kết quả như mong muốn và đây là sự thật. Bình luận của Tổng thống Zelensky được đưa ra sau chuyến thăm các vị trí tiền tuyến ở khu vực Kharkov và Zaporizhia. Ông đi cùng Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov chụp ảnh chung với chỉ huy lực lượng mặt đất Ukraine. Theo một số người thân cận với Tổng thống, sự vắng mặt đáng chú ý trong các bức ảnh là Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluny, người có những bất đồng với ông Zelensky về tiến trình phản công trong tất cả các lĩnh vực chính chúng ta cần tăng cường và đẩy nhanh việc xây dựng các công trình quốc phòng ông Zelensky nói trong bài phát biểu hôm 30 tháng 11 xác định vùng Donetsk, Kharkov, Sumy, Chernihiv, Kiev, Bryniv và Volyn cùng với miền nam Sơn là trọng tâm phòng thủ theo Financial Times động thái này dường như báo hiệu một sự thay đổi chiến lược sang phòng thủ sau cuộc phản công được phát động vào mùa hè nhằm giành lại các khu vực lãnh thổ quan trọng dưới sự kiểm soát của nga ngoài ra ukraine cũng có dấu hiệu sử dụng những chiếc xe tăng leopard tiên tiến nhận từ các đồng minh phương tây để phòng thủ thay vì làm vũ khí tấn công theo afp sự thay đổi này được cho là diễn ra trong vài tuần qua afp đưa tin những chiếc xe tăng bố trí dọc theo tiền tuyến hiện được sử dụng giống như pháo tầm xa hơn là phương tiện tấn công nhằm dẫn đầu nỗ lực đột nhập vào các khu vực do nga nắm giữ một binh sĩ thuộc lữ đoàn cơ giới số 21 của Ukraine nói với AFP rằng xe tăng của lữ đoàn không được sử dụng theo cách giống như trong cuộc phản công. Nga chủ động tấn công Trái lại với Ukraine, theo Financial Times, lực lượng Nga đang cố gắng giành thế chủ động trên thực địa trước khi mùa đông đến. Moscow điều động hàng nghìn binh sĩ và pháo hạng nặng tiến hành các cuộc tấn công mới xung quanh các thành phố Adivska và Kupian, Tại Adybska, một thành phố công nghiệp nằm cách trung tâm Donetsk chỉ 8 km về phía tây bắc, Nga thực hiện loạt không kích, tên lửa để cố gắng áp đảo quân đội Ukraine và bao vây đối phương. Các quan chức Mỹ và Ukraine ước tính Nga đã triển khai ít nhất 3 tiểu đoàn với hàng nghìn binh sĩ tham gia cuộc chiến giành Adybska bắt đầu từ ngày 9 tháng 10. Nhưng Nga cũng tiếp tục các cuộc tấn công ở những nơi khác dọc theo tiền tuyến, gia tăng các cuộc không kích bằng tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào các khu vực quan trọng của Ukraine. Hồi cuối tháng 11, Nga đã phát động cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất vào Ukraine kể từ khi xung đột bắt đầu. Cuộc tấn công là một dấu hiệu đáng lo ngại Nga sẽ tấn công thủ đô Ukraine bằng đường hàng không như đã làm vào năm ngoái, khi mà các khu vực lân cận phải đối mặt với tình trạng mất điện hàng giờ đồng hồ. Đó là lý do tại sao một cuộc chiến mùa đông lại khó khăn, Tổng thống Zelensky nói với AP. Hãy nhìn xem, chúng tôi không lùi bước, tôi hài lòng, chúng tôi đang chiến đấu với đội quân mạnh thứ hai trên thế giới, quân đội Nga. Tôi hài lòng, Ông nhắc lại với AP về cuộc phản công mùa hè. Ông nói thêm, chúng tôi đang mất người, tôi không hài lòng, chúng tôi không có được tất cả vũ khí như mong muốn. Tôi không thể hài lòng, nhưng tôi cũng không thể phản nàn quá nhiều. Dù vậy, ông vẫn nhấn mạnh những thành công của Ukraine, bao gồm các cuộc tấn công vào hạm đội biển đen của Nga ở Crimea, khiến cho trụ sở chính và một số tàu bị máy bay không người lái gây thiệt hại. Tổng thống Ukraine cũng khẳng định, nước này đã nỗ lực thiết lập một hành lang ngũ cốc ngay cả sau khi Moscow rút khỏi thỏa thuận do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn nhằm đảm bảo việc đi lại an toàn cho các tàu chở hàng thương mại. Cuộc chiến Nga-Ukraine lâm vào thế bế tắc, binh lính hai bên đều đang thua cuộc. Đã gần 2 năm kể từ khi cuộc chiến Nga-Ukraine nổ ra và hiện nay tỷ hình mặt trận dường như đang lâm vào thế bế tắc quân đội hai bên tham chiến không bên nào giành được lợi thế đáng kể. Theo Business Insider, cuộc chiến Nga-Ukraine được cho là sẽ tiếp tục kéo dài khi không bên nào có được lợi thế đáng kể để dẫn tới một bước đột phá nhằm kết thúc xung đột. Binh lính của cả hai bên tham chiến đều đang thua cuộc. Theo đó, binh lính Nga và Ukraine đã phàn nàn trong nhiều tháng về điều kiện ảm đạm ở tiền tuyến. Từ việc lính nghĩa vụ không được huấn luyện và không được trang bị đầy đủ vũ khí, bị ném vào chiến trường cho đến việc không được tiếp cận các nhu yếu phẩm cơ bản như thực phẩm và thuốc men. Tại Kherson, một số binh sĩ Nga được cho là phải dùng nước sông để nấu thịt do thiếu nguồn cung cấp nước sạch. Họ uống nước từ sông Dnipro, ăn bất cứ thứ gì họ tìm thấy, một binh sĩ được cho là thuộc quân đội Nga nói trong một video đăng trên mạng xã hội X trước đây là Twitter tuần trước. Video được Business Insider xem và dịch nhưng chưa được kiểm chứng độc lập. Các chàng trai tìm thấy một lon thịt hầm, họ cắt một chai, loại 5 lít, đổ nước sông Nipro vào đun sôi, cho thịt hộp vào rồi húp lần lượt để không chết đói. Người lính kể, khi cuộc giao tranh sắp bước sang tháng thứ 24, không ít binh sĩ Nga được cho là ngày càng cảm thấy bi quan và mong muốn trở về nhà. Nhưng binh lính Ukraine cũng đang phải chiến đấu trong một cuộc chiến khó khăn của riêng họ. Một người lính Ukraine gần đây thừa nhận với BBC rằng một số lính thủy đánh bộ được triển khai để bảo vệ sông Dnipro khỏi các cuộc tấn công của Nga, thậm chí còn không biết bơi. Những tiến bộ của Ukraine trên sông Dnipro đã được lãnh đạo nước này ca ngợi như một chiến thắng. Nhưng người lính này cho biết quân đội ở tiền tuyến đang phải vật lộn với tình trạng thiếu trang thiết bị hạng nặng và thiếu nhân lực trầm trọng. Một số lữ đoàn được cho là sẽ được triển khai ở đây, chứ không phải là từng đơn vị riêng lẻ. Chúng tôi không có đủ người, Người lính Ukraine tuyên bố với BBC, Ukraine cũng đang ở trong tình thế bấp bênh ở Adybska khi Nga tăng cường nỗ lực chiếm thành phố chiến lược ở phía đông Ukraine. Ukraine đã giành lại Adybska vào tháng 9, nhưng Nga thì đã phát động một cuộc tấn công lớn mới để chiếm lại Adybska vào tháng sau. Và khi Ukraine giành được một số vị thế thì họ cũng phải trả một cái giá rất đắt. Nga nói Mỹ đang đốt tiền dân trong lò chiến tranh Ukraine Điện Kremlin hy vọng các nghị sĩ Mỹ sẽ tiếp tục ngăn chặn các yêu cầu của Nhà Trắng về việc viện trợ khẩn cấp cho Ukraine. Ngày 7 tháng 12, Điện Kremlin cáo buộc Nhà Trắng đang bôi nhọ Nga, coi Nga là mối đe dọa nhằm thuyết phục Quốc hội Mỹ thông qua dự luật chi tiêu, sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng Nga sẽ tấn công một quốc gia thành viên NATO trừ khi Moscow bị đánh bại trong cuộc chiến ở Ukraine, theo hãng tin Reuters. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng ông Biden muốn tiếp tục đốt tiền thuế của người dân Mỹ trong lò chiến tranh Ukraine. Ông Peskov nói, nếu Washington ngừng ủng hộ Kiev, thì tất cả các nước phương Tây khác cũng sẽ quay lưng với Kiev. Do đó, Điện Kremlin hy vọng các nghị sĩ Mỹ sẽ tiếp tục ngăn chặn các yêu cầu của Nhà Trắng về việc viện trợ khẩn cấp cho Ukraine. Trước đó, các thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa đã chặn khoản viện trợ khẩn cấp trị giá 106 tỷ đô la Mỹ, chủ yếu dành cho Ukraine và Israel trong bối cảnh mâu thuẫn nội bộ ở Washington về cải cách nhập cư. Điện Kremlin khẳng định việc Mỹ chấm dứt cung cấp vũ khí cho Ukraine là điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán hòa bình. Tổng thống Vladimir Putin cho rằng quân đội Ukraine sẽ suy sụp sau một tuần nếu không có sự hỗ trợ của phương Tây theo hãng tin afp ông biden đã lãnh đạo liên minh toàn cầu ủng hộ kiev nhưng sự ủng hộ từ các nghị sĩ cộng hòa trong quốc hội mỹ đang yếu đi chính quyền ông biden đã cảnh báo rằng họ sẽ hết tiền để viện trợ thêm cho ukraine trong vài tuần nữa trừ khi các nghị sĩ hành động